Bữa nay thì chiều mát anh chị ha, mẹ ra ruộng làm mấy cọng cỏ ở ngoài ruộng nè. Tại vì cái này nếu mà mình thuê một ngày á, người lao động là khoảng 100 mấy chục ngàn, làm từ sáng tới chiều và trưa nắng rất là cực. Nhưng mà hiện giờ thì mọi người đi làm công nhân hết rồi, kiếm người làm ruộng không ra, nên là ruộng mình phải tự chăm sóc anh chị ha. Rồi bữa nay thì Xuyến ở nhà phụ mẹ. Xuyến thì dân miền Đông, về làm dâu miền Tây. Thấy ruộng này cũng hơi lạ ha, tại vì ở miền Đông đất đỏ anh chị, đất sỏi, ở miền Tây thì đất sình. Rồi hôm nay mình sẽ xem vài hình ảnh ở quê miền Tây anh chị ha, có bé Sơn Hùng với chị Ba Thương qua chơi nữa nè. Nay mình sẽ theo bé Sơn Hùng với chị Ba Thương ra coi bà nội làm ruộng ha, ra phụ bà nội nhổ cỏ các bạn. Rồi đi thôi ha. Đây là miếng ruộng của cô Sáu. Cô Sáu đi Sài Gòn rồi thì không có ai làm thay vì bỏ quan. Mẹ thấy tiếc quá, mẹ ra rẫy giống để trồng rồi giờ phải đi mần cỏ nè. Cực các bạn ha, làm nông dân không có nhiều tiền á mà vất vả. Mẹ đang làm cỏ bờ. Lúa lên không đều mẹ ơi. Lúa lên sao không đều? Chết hả? Dạ. Là nội dục lên sao con lại bỏ xuống? Ở trên Xuyến thì đất đá đỏ các bạn, nên là không có sình giống như vậy. Chục dạ. Dạ. Này mẹ làm mấy vụ? 71 tính thấy cũng thì xả lại, còn mưa nhiều quá nước ngập mình mong quân nổi bỏ. Dạ. Tại vì đám này nó gần lộ nó sâu. Thấy nó cũng nhỏ đâu có nhiều gạo lúa đâu. Thôi xíu. Trời ơi đồ ra vậy mà lội ruộng. Dạ. Cô Xuyến mới trên cửa hàng về nè. Đây rau chóc bồng bồng hả mẹ? Bồng bồng á. Cái bồng bồng này như làm rau ăn được nè phải không? Ngon lắm. Ủa vậy có bứt hết rồi. Kệ nó, đứt cỡ đi. Ngon lắm. Ba thích ăn cây bồng bồng hơn rau gì hết. Dạ. Bồng bồng ngon nè. Nè con coi nó mỗi một bắt nó bò ra là nó thành bụi vậy nè. Chứ đâu phải nó đơn giản đâu. Nè mỗi cái bò ra vậy nè. Rồi thành bụi lá hả? Thành bụi bò ra thành bụi vậy nó 21 nó thành rừng luôn. Giống như mình con hả? Ờ nội ơi. Sao không lội xuống phụ bà nội đi? Sình không hả trời ơi. Không có sình sao có gạo con ăn. Biết sình đó ta. Vậy mà ba đứa sình thật quang, thật quang là chết luôn. Ừ. Cái bồng bồng này làm gì, món gì ta? Gỏi hả mà? Nếu bồng bồng con nhỏ này thì mình rửa bớt giấm. Nhỏ cả vậy nè. Tức là ăn sống hả? Ờ, ăn sống. Cả vậy là bớt giấm chua ha? Còn nó lớn hơn thì luộc, rồi chiên. Rồi làm chua. Chiên giống như là rau muống hả? Rau muống, mà nó ăn ngon hơn rau muống. Cái này con thấy nếu mà để sau này trồng rau hay hơn trồng lúa. Trồng lúa chăm sóc mà. Cái đất này của cô Sáu, mẹ nói là để mẹ trồng rau, đất bên đây bỏ quan là mà Sáu nói thôi. Trồng rau nó bò mênh mông thành rừng. Dạ. Có nói vậy á. Nó để vậy lâu lâu cái giật cỏ chứ trồng rau nó lên thành rừng. Đó. Còn thấy nhổ bằng lát. Xuyến thấy nhổ cỏ có triển vọng nè, mai cho đi nhổ cỏ luôn, khỏi bán hàng. Dân nhà nông mà. Cỏ nhiều quá mà. Cái bồng bồng này không đáng kể. Cái đất này ngoài trồng lúa trồng được gì không mẹ?
không có gì mang lại giá trị hơn ha. Trồng rau cực lắm, trồng rau mình phải cắt hoài. Dạ. Cắt từ lá diêm, cắt từ lá diêm trồng rau muống, rau ngọt như thôi đó. Dạ. Còn phải làm xiên là cái nhổ mấy chỗ đặt đó, anh đang cắm mấy chỗ thưa, rồi làm cái này bỏ. Chỗ đặt cắm chỗ thưa đây cho chiết ra cho đều hả? Dạ. Nó ngắn ngày mà mình không chết sớm thì nó đâu có nở kịp. Cái này không mè mần rồi nè chứ không có nãy những gì rồi. Dạ. Xíu rồi đó, về đây là sợ ruộng miền Tây lắm, sình không à. Đạp lúc giò chứ không phải như ở trên đó đạp sỏi không. Ở trên đó mùa này là sỏi không mà chưa có. Dạ. Nó không có sình mà. Dạ. Chị Sơn Ca xưa về làm dâu bên đất rẫy hả? À? Làm không được, ta đi tới đâu ta kéo tới đó. Kéo phụ lên. Đó chú Bảy Lam đó. Dạ. Điền viên kéo lên. Dạ. Sơn Hùng với chị Ba bữa nay không có xuống phụ được tại đất này sình lắm, lúc đất khô thì mới xuống được. Chị Ba xuyên làm nó bỏ hộp bắp á, mình đứng mình thải nó không chịu, nó được cơm xuống. Dạ. Bữa chiều ở dưới quê vậy đó các bạn, rảnh thì ra nhổ cỏ cho mát. Chị Hương thì như hái rau bánh nè. Buổi trưa trời nắng thì có thể làm việc ở nhà. Mất năm không trồng nữa nè. Nếu mà như làm ruộng như vậy một công một ngày nhiêu tiền mà? Một công ngày 130.000. 130.000 hả? Phơi nắng vậy hả? Phơi nắng. Rồi vậy làm cực hơn công nhân nữa ha. Ngày 130.000. Công nhân một ngày cũng tầm 150.000. Mà ở trong mát mới lạnh và có bảo hiểm nữa các bạn. Đây làm nông thấy vất vả không? Bởi vì giờ đâu có ai kiếm được thợ đâu mà, chỉ có mấy người lớn tuổi. Họ rảnh rảnh thì họ mới làm. Chứ mấy giờ đâu có cấy mạ gì nữa. Mấy người trẻ thì đi làm công nhân hết nè. Giờ không có con cấy đâu. Dạ. Giờ xả được nhiêu không thấy thôi bỏ chứ không có dân để cấy chỗ mạ những hồi đó thôi đâu. Dạ. Giờ rải xuống lên được nhiều lên. Ừ. Rồi nó ra. Còn muốn nhiều tiền đâu cả. Muốn 200 ngàn ngày thôi mà lỗ chứ. Dạ. Này cỏ không là không có lúa thôi. Này là cỏ nè. Dạ. Hai ba cái cỏ nè. Ý hổng mẹ mần rồi đó. Còn xấu. Ở dưới ruộng ở trên này nó quá sạch. Nhổ bỏ hết các bạn thấy không, nhổ cái trong lỏng cái ruộng rồi. Nhìn ở trên xanh xanh tưởng lúa hay gì cỏ không. Chị Hương thì bên kia đang hái rau. Hái rau hả chị Hương? Cô Xuyến thì đi ở cửa hàng mới về rồi nhảy xuống luôn. Tối rồi không có thời gian thay đổi sim mi. Hái rau vậy chị Hương? Ăn.
ăn cho dễ ngủ hả? Như má. Dạ. Ở đây cái gò này của cô Sáu đi thành phố về rau nhiều lắm, không ai hái. Để hàng xóm hái giùm. Nho nhãn lồng này cũng là bài thuốc ha. Ăn này vừa ngon mà vừa tốt cho sức khỏe lắm. Ăn ngồi như ngủ tốt nè. Không biết các bạn nhớ chị Hương không ha? Chị Hương đợt trước có làm mấy cái món mứt đu đủ cho các bạn xem á. Canh chua cá chốt nữa. Chiều cũng vui lắm các bạn. Mạnh ai nó làm nhưng mà nhiều khi ra gì nè, vừa làm vừa nói chuyện à, vui ha. Nè, đi vòng cái là có rau luôn à. Khỏi phải mua. Rau không có diêm nè. Đó, đó không? Chưa đầy 10 phút đã có nắm rau. Hai tối rồi về thôi. Rồi nhãn lồng quá trời luôn nè, không biết có trái chín không ha. Các bạn. Nhãn lồng có trái chín không? Trái này còn non nè. Chị Hương đi vòng được là bịch bỉnh lòng nhãn lòng rồi nè. Như đây đường dĩa thấy không? Chị Hương đi vòng được bịch nhãn lòng, còn mình thì cũng trễ rồi, tối hết thấy đường mình cỏ rồi về thôi các bạn. Mà mình không có mần, mẹ với xíu mần. Rồi chào cả nhà nha, hôm nay cho cả nhà xem vài hình ảnh buổi chiều đi nhổ cỏ ở dưới quê. Chúc các bạn có ngày mới vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại.